Rồi xin chào anh chị ha, hôm nay em có cái chậu quanh mao này, nó cũng khá là cây, nó cũng rất là to đẹp, bán cho mọi người sưu tầm. Cây này thì hiện tại gồm có 2, 4, 6, 7 thân, 7 thân đi làm hai hướng chính này, và đang lên thêm hai mầm con như thế này đó, hai mầm con lên như thế này ha. Quanh mao thì màu tím đen, nó giống như là nó hút hết ánh sáng với những gì, màu rất là tối, người ta gọi là black flower. Rồi cây này bán với giá là 280 bao ship nhanh toàn quốc. Anh chị nào muốn sưu tầm hàng sưu tầm này tham khảo chốt ha. One Mile City Black Flower. Rồi xin chào anh chị ạ.